Toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong, được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu donate cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Phần 10 tập 30, 4 hạt nhân hò hét rung trời, dồn dập vọt tới, Mạc Phàm vận dụng tới lực lượng không gian tạo ra một hình thoi bao phủ không gian này ở trong lĩnh vực này thì những thứ di chuyển với tốc độ cao để bị giảm tốc, một ít di sinh vật nhỏ yếu thì sẽ bất động. Trong lòng Mạc Phàm hiểu rõ hạt quân Medusa ra lệnh cho đoàn hạt nhân tấn công, lợi dụng nguyên ảnh em hệ gây ra ảo giác những hạt nhân mạnh hơn so với trước đó. Giả tạo nhưng mang theo chân thực, hạt quân Medusa đúng là một cao thủ đùa dẫn tâm lý của người khác. Dù sao thì một ma pháp sư có mạnh từ đâu thì cũng không thể đối mặt với một quân đoàn hạt nhân hùng mạnh như vậy. Hư Huyễn hạt nhân đã tới trước mặt Mạc Phàm, trên tay có lưỡi dìu sắc bén, mỗi một hạt nhân có sáu tay, sáu cánh tay bổ xuống cùng một lúc thì không thể phân biệt được cánh tay nào mới là nguy hiểm chí mạng nhất. Đối mặt với loại hạt nhân này Mạc Phàm không nhìn thẳng, bọn chúng được tạo thành từ huyễn ảnh ma pháp em hệ, vì thế Mạc Phàm cần giết những hạt người di chuyển với tốc độ chậm do thị trệ của mình. Cách Mạc Phàm gần nhất là một con hạt nhân màu đen, cao 15 mét, nhưng sau khi trải qua nhiễu loạn âm huyền thì đã đạt tới gần 30 mét, cao to gấp đôi, thậm chí khí tức tỏa ra cũng gần với cấp quân chủ, niệm khống. Mạc Phàm trực tiếp dùng ý niệm khóa chặt con hạt nhân màu đen, mang nó lên không trung không chờ hạt nhân khác vọt tới trước mặt, Mạc Phàm giáng một tia chớp vào hạt nhân màu đen giữa không trung, biến nó thành từng mảnh. Những mảnh này không bay tán loạn khắp nơi mà trôi nổi giữa không trung, sau khi trải qua ý niệm điều khiển của Mạc Phàm thì những áo giáp sắc bén màu đen biến thành binh khí ác liệt. Bắn mạnh ra xung quanh, xuyên qua những đại quân hạt nhân đang vọt tới. Hạt nhân phía trước lập tức ngã xuống, đầu của chúng nó bị giáp màu đen xuyên thủng, cắt ngang người, Mạc Phàm có thể điều khiển hàng ngàn vạn sợi ý niệm, điều khiển những mảnh vỡ nhỏ đồng thời rót vào niệm lực cực kỳ mạnh mẽ. Để tốc độ đạt tới mức tối đa, đủ để xuyên qua những hạt nhân màu nâu. Lực lượng không gian màu bạc đang tấn công làn sóng hạt nhân đầu tiên, trên tay phải Mạc Phàm cầm ngọn nến lửa, ở dưới liệt diễm y giáp của Mạc Phàm thì không có gì bắt mắt cả. Tiếng đàn con hòa tấu cao vút, Mạc Phàm nhìn thấy đại quân hạt nhân bước tới như một ngọn núi, vô cùng vô tận, tốc độ tiêu diệt của ma pháp không gian không nhanh bằng tốc độ truy đuổi của bọn chúng. Ầm 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 ầm, không tới mấy giây sau đại quân hạt nhân đã bao phủ toàn bộ vùng đất mà Mạc Phàm chém giết này. Những hạt nhân dùng tới đuôi, thân thể, răng độc, để bọc mạc phàm mấy chục lớp từ trong ra ngoài hạt nhân phía trước đã bọc mạc phàm lại thành con nhộng màu nâu những hạt nhân phía sau cũng điên cuồng nhào tới trong thời gian ngắn đã hình thành một con núi do hạt nhân tạo thành không ngừng mở rộng không ngừng trồng lên hạt nhân lên tới hàng ngàn hàng vạn chân thực giả dối hỗn loạn ác ma chi hỏa của mạc phàm bị áp chế hoàn toàn ngay cả lôi điện trên bầu trời cũng đã không còn dưới sự điên cuồng của đại quân hạt nhân thì còn cái gì không thể nuốt được hạt quân medusa đứng trong đại quân hạt nhân mênh mông ánh mắt nhìn ngọn núi lớn do hạt nhân tạo thành giống như một cái ngôi mộ nhúc nhích điên cuồng có những hạt nhân không nắm chắc đồng bạn rơi xuống có những hạt nhân ở phía dưới bò lên hiển nhiên là bọn chúng mang theo vài phần kim kỵ ác ma mạc phàm vài phần vì thế cổ mộ càng cao càng lớn thì bọn chúng mới có cảm giác an toàn được ao 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 bên trong những hạt nhân có từng tia lửa màu đỏ chầm chậm lộ ra bang bỗng nhiên có một tiếng vang thật lớn quả diễm nổ tung từ bên trong ngọn núi lay động toàn bộ mộ trùng giống như ngọn núi lửa không thể chịu được cột sung nham phun trào phẫn nộ toàn bộ hạt sơn bị nổ tan tành những hạt nhân bị ngọn lửa giữa bầu trời nuốt mắt Hạt chút xuống như mưa xối xả, liệt diễm bị đèn ném hồi lâu phong ra năng lượng vô tận, hơn một ngàn hạt nhân chết đi. Trước đó hạt sơn còn cực kỳ hùng vĩ trong chớp mắt đã nổ làm cho thi thể ở khắp nơi, không còn hạt nhân nào dám leo lên, nhiều hạt nhân rơi vào tàn lửa. Hình bóng ác ma vẫn đứng đó ngạo nghễ, đôi mắt huyết màu mực mặc cho hạt nhân có đông đến đâu vẫn bắn ra hào quang cực kỳ đáng sợ. Dây đàn đứt, hạt quân Medusa làm sao nghĩ tới hai cỗ sức mạnh lớn của mình lại bị đối phương đánh tan nhìn hình ảnh ngọn lửa nuốt đại quân hạt nhân làm cho hạt quân medusa ngạc nhiên cực kỳ chấn động người đã sử dụng hết thủ đoạn rồi mạc phàm nhìn medusa không nói lời nào nhưng có thấy được trong mắt của medusa nhìn thấu tâm linh nhân loại có thể thấy ác ma này muốn nói câu này song quyền của ác ma nắm chặt giao nhau liệt diễm dưới chân bùng cháy dữ dội những ngọn lửa xung quanh bắt đầu tụ tập lại một vết rách hòa diễm mở rộng ra trước mặt mạc phàm như là một cánh cửa được dựng lên dẫn sang thế giới khác bên ngoài trong cánh cửa hỏa diễm một đầu hòa diễm uy nghiêm thò ra ánh mắt rực lửa có thể làm cho những hạt nhân cấp thống lĩnh thành cho tàn nhìn mảnh đất lộn xộn này thân thể liệt diễm bước ra hùng tráng hoàn toàn dã dạ tính bá đạo xé nát nó mà phàm đứng trên thân thể lang thú hỏa diễm chỉ tay về hạt quân medusa một cách hững hờ khô lớn gào gực khiếu thiên viêm lang lao tới số lượng hạt nhân bị dẫm nát tan dễ dàng dưới móng vuốt sói đếm không hết Hỏa diễm trên cơ thể hùng vĩ của nó vụt qua cũng làm cho các đại quân hạt nhân ven đường bốc hơi khiếu thiên viêm lang lao tới chỗ hạt quân medusa hạt quân Medusa không biết lấy cái gì để ngăn cản, sự hoảng sợ lộ ra trong đôi mắt lãnh đạo cùng kiêu ngạo. Hạt quân Medusa xoay người bỏ chạy, lại bị khiếu thiên viêm lang cắn vào cổ, hạt thân ngã nhào xuống đất. Cho dù là khiếu thiên viêm lang do mặc phàm triệu hoán ra hay hạt quân Medusa thì cả hai đều có thể sánh ngang với ngọn núi lớn, phía trước là liệt diễm tạo thành, phía sau là thân thể hôi giáp. Khiếu thiên viêm lang không phải là sinh vật thật sự, là do lực lượng nguyên tố hóa thành, dưới sự khống chế mạnh mẽ của ác ma mặc phàm, loại này tương tự với triệu hoán thú, mang hình thái sói có thể kéo dài một quãng thời gian. Hiểu thiên viêm lang mang tính của sói, không cần mặc phàm dùng ý niệm điều khiển, nó cũng có sự hủy diệt cùng hủy diệt đáng sợ, đã dùng hết hai đại tuyệt chiêu, hạ quân Medusa đối mặt với ma pháp mạnh mẽ cũng không chống đỡ được. Lớp phải bị thiêu đốt cho một nát, cổ sắp bị răng nanh hỏa diễm cắn cho rời ra, đuôi bò cặp to lớn đâm vào Khưu thiên viêm lang điên cuồng, nếu là sinh vật sống bình thường thì chắc chắn toàn thân đã tê liệt, qua mấy giây sau cũng chết bởi độc. Nhưng hiểu thiên viêm lang không phải sinh vật thật sự, nó là sinh vật hóa thành từ nguyên tố, trừ khi là chịu sức mạnh lớn thì mới tan rã. Hạt quân Medusa bị cắn, bị xé cho máu me đầm đìa, bị thiêu cho diện mạo không còn gì. Cho đến khi hạt quân Medusa bỏ chạy bằng cương chân, Hiếu Thiên Viêm Lang cũng đuổi theo mấy cây số. Ầm. À, Mạc Phàm còn chưa kịp giết chết hạt quân Medusa thì một thân thể kiên cường to lớn xuất hiện trước mặt. Đó là sinh vật được bao bọc bởi vài tá lân mộc nại y, sau lưng còn mấy ngàn lệ tử kiếm thị tỏa ra tà khí khắp người, những lệ kiếm tử thị được huấn luyện nghiêm chỉnh hơn những hạt nhân chúng nó nhanh chóng tạo thành một trận hình tam giác vây quanh mạc phàm tà lân pha ra ông liếc nhìn hạt quân medusa đầy thương tích trong mắt còn mang theo vài phần cười nhạo trên nỗi đau của người khác đại quân của hạt quân medusa sung phong quyết liệt rồi bị giết cũng nhanh một số tàn binh thấy hạt quân medusa không còn ý chí chiến đấu chạy trốn chết lệ kiếm tử thị là một đám vô hỉ vô nộ không sợ hãi nội tâm chỉ có chiến đấu mặc dù chúng nó nhìn thấy đại quân hạt nhân bị đánh cho thua trận chỉ cần tà lân pha ra ông ra lệnh thì vẫn sẽ xông lên hướng về chỗ của mạc phàm cũng không phải lần đầu Mạc Phàm giao thủ cùng với những lệ kiếm tử thị, nhớ lúc Mạc Phàm ở chiến trường Ai Cập bị mười mấy lệ kiếm tử thị đuổi cho chạy bán sống bán chết, lần đầu nhìn thấy sinh vật này thì kinh ngạc về sự mạnh mẽ, các pháp sư cao giai cũng không làm gì được nó. Giờ phút này Mạc Phàm phải đối mặt với 3000 lệ kiếm tử thị, những lệ kiếm tử thị tạo thành phương đội 10x10, mỗi 100 lệ kiếm tử thị tạo thành một ma trận mộc nãi y kỳ lạ, giống như là khiến bọn chúng có thêm tính thống nhất cùng lực gia trì. Trường kiếm màu đen vung xuống, những nhát chém tuyến tính áp sát từ mọi hướng, mạc phàm lợi hồn ảnh lang để né những nhát kiếm của lợi kiếm tử thị ba ngàn lợi kiếm tử thị như thể nắm được vị trí của mạc phàm những kiếm tuyến vẫn theo lại đây nếu là bình thường thì những kiếm lực này không làm gì được mạc phàm nhưng sau một lượng kiếm lớn một kiếm lực sẽ để lại một dấu ấn màu đen kỳ lạ trên người của mạc phàm sau khi đã có những dấu ấn màu đen này thì kiếm lực chạm vào sẽ mang theo uy lực lớn trên người mạc phàm nhiều dấu ấn những kiếm lực tiếp theo bay tới có thể mang theo uy lực như một đòn toàn lực của hắc ám kiếm chủ hắc ám kiếm chủ chỉ có thể coi là á quân chủ so với ác ma Mạc phàm thì hơn một cấp độ, số lượng lệ kiếm tử thị lên tới 3.000, mỗi dấu ấn đều mang theo kiếm lực đạt tới trình độ của ác ám kiếm chủ, mười mấy cái không đáng sợ, còn hai mươi mấy, hơn trăm, thậm chí là hàng ngàn thì sao? Mạc phàm không nghĩ mình có đủ thực lực để chống lại mấy trăm hắc ám kiếm chủ. Bạch, bạch, bạch. Mạc phàm không ngừng né, không thể để những kiếm lực đánh chúng, càng không thể tiếp tục để những dấu ấn kỳ lại chống chất thêm. Dù cho Mạc Phàm có thi triển dịch chuyển tức thời, tốc độ nhanh như nào thì trước sau vẫn ở bên trong kiếm trận của lệ kiếm tử thị thậm chí số lượng bên trái bên phải cũng giống nhau mà phàm giết rất chậm một lần một ngàn lang ảnh tập mới giết không tới một trăm con lệ kiếm tử thị so với ba ngàn con lệ kiếm tử thị tốc độ thực sự quá chậm những dấu ấn cùng kiếm lực tạo ra uy hiếp lớn tới mạc phàm khạc 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 tà lân pha ra ông đứng ở bên ngoài phát ra tiếng cười quái dị lệ tử kiếm thị nhốt đối phương lại cái này mà nói là sự khiêu khích hạt quân Medusa hoàn hảo tà lân pha ra ông cũng không đứng im đều tìm cơ hội để ra tay mỗi lần mạc phàm tránh được hàng trăm kiếm lực thì sẽ không tranh được đòn tấn công của tà lân pha ra ông nó dùng nắm đấm được bọc bởi thi bố nắm đấm từ trên cao xuống sẽ to ra gấp 10 lần đánh vào mạc phàm không phải là mộc nãi y chi quyền mà là va chạm với thiên thạch mạc phàm mệt mỏi khi tránh những đòn tấn công của lệ kiếm tử thị lại còn phải đề phòng tà lân pha ra ông ép sát từng bước trong lúc nhất thời cũng không phá giải như nào băng lơ là phòng bị thiên thạch tạc quyền từ trên trời giáng xuống mạc phàm chưa kịp thi triển dịch chuyển tức thời thì đã bị anh vào lòng đất kết thúc video các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh triệu gia chuyện được dịch bởi đặt lê viu triệu gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn thân ái và hẹn gặp lại trên kênh triệu gia